còn nó vải thứ hai, tất tay thứ ba, nó đẩy ra thứ bốn, nó ngã thứ năm, bắt đầu thứ sáu, máu đến thứ bảy này, nó đáng không nhận đến thứ chín. Tôi đứng sau gốc Nam và Nga làm cái nghề gì nó mới hiện tại nó bắt ạ. Nó là mắt từ xa. Mọi người đều mến gọi cái tên thân thiện đó là mắt sao sao Nga. Các bác cứ bảo nó là điên đâu mà điên. Đó là một sự hồn nhiên của thanh niên đang ở trong công viên. Điên đâu mà điên, các bác cứ liền thuyền. Nên là em các bác cũng vừa em ngày xưa em tán nó là mất vốn, mất tâm, mất không, mất thóc, khóc la liệt mấy ngày liền nhá. Có hôm em sang nhà nó chơi thấy cảnh thế này nên em tức cảnh chú tình đọc cái bài thơ. Hôm qua anh đến nhà em, bố em nằm võng, mẹ em nằm giường, thấy em là đứa anh thương, anh ấy bảo cười mẹ cái đứa trên giường xuống mau. Vừa nói xong là bố nó ra bảo mày thằng là thằng nào mày dám nói xấu con gái ta, nói cho đến ta. Thằng anh nói ra nói dặn bê đê các bác ạ, nói dặn thế này. Ta nói cho biết, ta nói cho người biết nghe, người mà lén tráng em gái, ta chán người đó nha. Hôm đó em sợ em tụt vào chạy về, nên là sau này em tới rất em lì lắm, lì cũng mắc. Lì, nhất là lì gì mới được vợ. Trong tới bất em, cái MC nó lên tuyên bố một câu trên trường thế này này. Vâng, tôi sai lời MC nói luôn vài câu. Vâng, kính thưa cô bác, anh chị, hai họ và các bạn anh chị là bạn bè của anh Son đây. Hôm nay cho dù trời mưa to lụt lội nhưng các anh các chị đã chèo ghe trong thuyền đến đây tiếp đưa hai con chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Vừa nói xong MC bị ngay một cái ly nó bay phi vào mặt. Xong rồi con vợ em đang lúc con MC nói vợ em nhảy lên tức thích MC mới bảo hôm nay ngày vui của cô dâu thì cô dâu chính hát một bài. Cô dâu hát một bài đó là áo em chưa mặc một lần. Ôi giời ơi, hóa ra từ bé giờ con này toàn tưởng chân à.